Hello anh em à, hôm trước mình cover thử bài Mưa Rừng thấy anh em có vẻ hưởng ứng. Thì hôm nay tiếp tục mình sẽ thử cover lại một bài cũng khá là quen thuộc, trước đây mình đã cover rồi, một bài nhạc Hoa nha. Thì anh em nghe thử xem là biết bài gì không nha. Rồi bài này mình sẽ chơi với cũng vẫn là cái cây Chromatic Hofner Super 64X ha. Thì anh em nào mà chơi Chromatic thì có thể là theo dõi cái phần tab mình đính kèm á, có thể tập theo ha. Rồi, xin mời anh em cùng theo dõi. Nhấn subscribe ủng hộ kênh nha anh em. Bye bye.